Đầu có Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày tháng 11 2020. Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một số mẫu hoành phi câu đối bằng gỗ hương đá. Và ngày hôm nay chúng tôi quay giới thiệu với toàn thể quý khách hàng tạm thời là giới thiệu tầm độ khoảng 5-6 bộ. Còn thực chất ra là ở trong kho của Thành Luân chúng tôi có hàng trăm bộ hoành phi câu đối và cuốn thư câu đối, tất cả các loại mẫu mã gỗ gụ, gỗ hương và gỗ gõ đỏ. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu trong cái video clip ngắn này, chúng tôi giới thiệu một số cái mẫu này bằng gỗ hương đá. Hôm nay chúng tôi sẽ báo giá công khai để quý khách hàng thấy được, bán buôn với số lượng lớn và với cái giá thành hợp lý nhất và hữu nghị nhất. Mọi người nếu mà muốn biết thông tin chi tiết hơn về sản phẩm này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0967110389 hoặc 0972770888. Ở đây chúng tôi đang trưng bày nó có 3 loại. Một loại là hoành phi trơn. Ở đây chúng tôi bán với giá dao động từ 17-18 triệu một bộ. 17-18 triệu một bộ hoành phi câu đối này. Nếu dao mộc thì chúng tôi dao 15-16 triệu một bộ. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đây là mẫu 3 chữ Đức Lưu Quang. Đây là cái lèn trơn. Cái mẫu là mẫu lèn trơn. Lèn trơn thì đi với cả câu đối lèn trơn. Đấy, câu đối lèn trơn. Và lèn gấm trên dưa dưới lãng là đục chữ Việt. Đấy, tổ tông Công Đức Thiên Thế Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền và Đại Vinh. Và một bên một loại là lèn gấm chữ Nho. Lèn gấm chữ Nho. Ở đây chúng tôi có các loại. Thì chúng tôi báo giá công khai. Giá từ 17-18 triệu và 15-16 triệu là giao mộc. Đấy, giao số lượng lớn. Nếu mà quý khách hàng muốn được cái giá tốt hơn nữa thì hãy liên hệ trực tiếp vào Zalo hai số điện thoại của Thành Luân 0967110389 hoặc 0972770888. Ví dụ như chúng tôi là kê tạm một bộ này là xếp nó hơi thành bộ giống bộ đây. Ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang, ở bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, bên Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đấy, cái mẫu này Thành Luân chúng tôi bán giá rất là hợp lý luôn. Đấy, như bộ này chúng tôi bán giá 18 triệu. Đấy, là hoàn thiện bao lắp đặt và vận chuyển, bán kính tầm độ khoảng 50 cây số. Đấy, bao lắp đặt vận chuyển và hoàn thiện nên các chữ này chúng tôi là dát vàng Đài Loan này, dát vàng nên nó sẽ rất chìa lổi. Đấy, đây là chúng tôi đang để mộc, mọi người hãy liên hệ với chúng tôi để được sở hữu. Chúng tôi bán giá mộc có giá là tầm 15-16 triệu thôi, 15-16 triệu một bộ hoành phi câu đối này. Đấy, và có hàng VIP nữa thì chúng tôi bán với giá là trên nữa cũng có. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được sở hữu các cái sản phẩm này. Đấy, hôm nay chúng tôi giới thiệu 3 mẫu, là một mẫu là vách lèn trơn. Đây, lèn trơn. Đây là lèn trơn. Lèn trơn và câu đối cũng lèn trơn. Và một mẫu là trên dưa dưới lãng và câu đối là vuông tít tình tịt. Đấy. Chặt gấm. Đục gấm. Giá thành rất là hợp lý. Giá dao động từ 17-18 triệu. 15-16 triệu và 17-18 triệu. Đấy, mọi người hãy liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại của Thành Luân chúng tôi để được sở hữu. Đấy, chúng tôi là một cơ sở chuyên sản xuất các cái sản phẩm này. Nếu quý khách hàng có dịp về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi, cơ sở 1 và cơ sở 2 ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, chúng tôi có hàng trăm bộ cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối, chứ không riêng gì chỉ có vài bộ này thôi. Đấy, hôm nay chúng tôi giới thiệu tạm, bởi vì chúng tôi là vừa hoàn thiện xong phần mộc, giới thiệu tạm mấy bộ này để báo giá công khai cho quý khách hàng thấy được. Vâng, thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách và mọi người yêu quý Thành Luân hãy đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm tôi cập nhật hàng ngày. Chúng tôi xin tạm dừng cái video clip tại đây. Cho mọi người sách cho